Hi chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh tachaba.com. Và trong video này mình sẽ trên tay đi review cho anh em về một cái sản phẩm đến từ Mili, đó là cái cáp Mili UPC 2 Lightning 1m có cái mã là HIL90. Và cái sản phẩm này thì nó cũng có cái tiêu chuẩn đó là Power Delivery luôn ha. Và cái công suất của nó lên đến là 60W và nó có cái chứng nhận của MFI luôn. Cái sản phẩm này thì mình mua với cái mức giá là tầm khoảng 230 mấy ngàn trên Lazada. Thì bây giờ anh em cũng có thể mua cái sản phẩm này với cái mức giá đó ha. Sạc và truyền tải dữ liệu của sản phẩm này lên đến 3A và 60W. Thì anh em sử dụng cái sản phẩm này để sạc cho những cái điện thoại nè, hay là những cái máy tính bảng, hoặc là anh em có thể kết nối với những cái MacBook hay là MacBook Pro ha, qua cái cổng là Thunderbolt 3. Và iMac hay là những cái iMac Pro hay là laptop có cổng USB-C, anh em đều có thể kết nối và sử dụng được cho cái sản phẩm này. Và đặc biệt với cái sản phẩm này thì nó cũng sẽ bảo hành đó là 2 năm một đổi một cho anh em luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái ngoại quan của sản phẩm trước ha. Thì anh em nhìn vào cái ngoại quan á, thì nó có để là cái thời gian sạc của nó sẽ rất là nhanh, 50% trong vòng 30 phút ha. Và bảo hành ở đây thì có để là bảo hành 2 năm đây. Và nó sử dụng được cho iPhone, iPad hoặc là iPod ha. Và đây nó là chữ Mili, để những cái thông tin bằng tiếng Anh ở đây. Bên đây thì nó nói về cái chất liệu của cái sợi sạc này. Bên đây thì nó có để những cái thông tin về cái sợi sạc này ha. Thì anh em thấy đây, những cái dòng iPhone á thì nó hỗ trợ tất tần tật hết cho anh em, và iPad cũng vậy luôn. Ở đây là cái tem phân phối và nhập khẩu của sản phẩm này nha anh em. Đó là những gì ngoài hộp của sản phẩm này chúng ta có ha. Nhìn rất là chắc chắn. Thì bây giờ mình sẽ khui đến bên trong cái hộp của sản phẩm này. Thì bây giờ mình sẽ khui ra ha. Anh em nào mà xài những cái iPhone đời cao có hỗ trợ sạc nhanh thì mình nghĩ đây là một cái giải pháp đầu tư cho anh em. Đây, đây là bên trong của nó, không có sách hướng dẫn gì hết. Chỉ có một cái sợi cáp duy nhất như vậy thôi. Đó, đó là những gì mà cái sản phẩm này nó có nha anh em. Và đây anh em, trên tay mình là cái sợi cáp của Mili. Thì anh em thấy á, cái thiết kế của sợi cáp này thì mình thấy ha, cái kích thước của nó là 1m. Đây, anh em nhìn vào hai cái phần đầu của sản phẩm này đi, cái chất lượng nó đến từ hai cái phần đầu này anh em. Cái phần đầu này thì đều làm bằng nhôm hết nha anh em. Và cái chuẩn UPC và cái cổng Lightning này thì nó làm rất là chắc chắn. Và cái tiêu chuẩn MFI thì anh em biết rồi, cái tiêu chuẩn của Apple họ đặt ra. Ở trong cái sản phẩm này thì nó có một cái con chip quản lý năng lượng ha. Thì những cái sản phẩm thường thường có những cái tiêu chuẩn này thì bán giá rất là cao. Và cái sản phẩm này thì anh em biết rồi, với cái mức giá tầm khoảng 200 mấy thì mình nghĩ cho một cái sợi cáp thì nó cũng rất là cao đó, chứ không phải là giá rẻ đâu. Nhưng mà nó có tiêu chuẩn MFI nên cái việc mà anh em sử dụng nó thì cũng rất là ok khi mà anh em sử dụng để sạc ha. Sợi cáp này thì cũng đến từ cái thương hiệu Mili, một cái thương hiệu đến từ thị trường Mỹ, thì anh em cũng yên tâm để sử dụng cái sản phẩm này. Thì anh em nhìn cái sản phẩm này, ở phần này thì nó làm bằng điều là hộp kim nhôm cao cấp, và ở đây thì nó sẽ có một cái lớp nhựa nữa để đảm bảo được cái việc mà nó sẽ tăng cường được cái tuổi thọ cho cái sản phẩm này. Và khi mà anh em sử dụng test uống công như vậy thì cái chịu đựng của nó lên đến là 30.000 lần, nhưng mà nó vẫn còn được nguyên vẹn cái sợi cáp này ha. Và cái vỏ bọc của cái dây này á thì nó được dệt cũng rất là tỉ mỉ, nên cái việc mà khi mà anh em sử dụng á thì nó cũng sẽ giúp cho anh em bền bỉ theo thời gian để anh em sử dụng cái sản phẩm này ha. Và cái chất liệu bên trong của nó là VTE, có cái độ đàn hồi cao. Thì anh em biết rồi, cái nhựa VTE thì nó sẽ có một cái độ đàn hồi cao và nó sẽ chịu nhiệt cũng rất là tốt, nên cái việc mà anh em sử dụng để sạc thì một thời gian dài nó cũng sẽ tránh được cái việc mà bị đứt cáp hay là bị cháy cáp ha. Thì cái sản phẩm này được sản xuất ra là cho những ai là fan của nhà táo ha, fan của Apple, nên cái việc mà anh em sử dụng nó để kết nối với những cái MacBook nè, hay là những cái iMac nè, thì anh em biết rồi, kết nối những cái cổng này qua cái cổng kia thì nó sẽ rất là nhanh, hay là anh em kết nối giữa iPhone hay là cho iPad thì nó cũng rất là ok luôn. Tại vì nó sử dụng cái tiêu chuẩn cổng C và Lightning, nên cái việc mà anh em sử dụng cái cổng này thì cũng rất là phổ biến hiện nay luôn. Cái tiêu chuẩn Power Delivery thì anh em biết cái tiêu chuẩn rất là nổi tiếng trong cái làng kết nối những cái dây sạc hay là những cái cổng kết nối thông minh, thì nó sẽ tự nhận dạng được cái dòng sạc và nó sẽ giúp sạc nhanh hơn. Và cái tiêu chuẩn MFI thì cái tiêu chuẩn của Apple họ đưa ra, thì những cái nhà sản xuất nào muốn có cái tiêu chuẩn này thì phải tốn một cái khoản phí, nên cái việc mà cái sản phẩm này cái giá nó sẽ cao hơn, nhưng mà cái chất lượng của nó sẽ đảm bảo được cho anh em sử dụng một cái thời gian nó lâu dài ha. Thì bây giờ mình sẽ test thử sạc cho cái máy tính bảng của mình. Thì ở đây nè, mình cũng có một cái bộ sạc luôn. Cái bộ sạc này thì cũng đến từ thương hiệu Mili luôn ha, mình cũng đã trên tay cho anh em rồi. Ở đây là một cái cục sạc, đó là Mili Session 3, công suất lên đến 60W. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng nó, mình sạc cho anh em xem ha. Anh em nhìn đây, cục sạc này rất là xịn sò luôn. Anh em nào mà muốn mua cục sạc này thì cái link mua mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video luôn cho anh em ha.
Để anh có thể bấm vào tham khảo, cũng như là cái video thì mình sẽ để trong cái phần tab của nó để cho anh em xem ha. Ở đây thì anh em nhìn thấy nó có hai cái cổng USB-C này. Cái cổng USB-C này là nó ra cái công suất lên 30W nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ cắm vào sạc cho cái iPad của mình. Đây là iPad của mình, mình sẽ cắm vô ha. Cho anh em thấy chưa, nó hiện tại là 71%. Cái dòng sạc của nó ra nó rất là nhanh, và anh em sạc cho những cái thiết bị của chúng ta thì nó sẽ rất là nhanh vô pin ha. Thì tầm đâu đó khoảng 50% trong vòng 30 phút thì nó sẽ đẩy cái thời gian sạc của những cái thiết bị nó nhanh hơn. Và cái việc mà anh em sẽ tránh được cái việc mà anh em chờ đợi để sạc cho những cái thiết bị của anh em. Thì cách sạc đơn giản như vậy thôi. Thì cái tiêu chuẩn sạc này thì anh em thấy ha, cái dây sạc của nó sẽ rất là cứng, và dường như là mình thấy nó chắc chắn hơn những cái dây sạc mà Apple họ tặng cho mình nó rất là nhiều luôn. Một cái bộ sạc này thôi là anh em có thể sạc cho những nhiều, rất là nhiều cái thiết bị khác nhau. Và cái dây sạc này thì anh em có thể sử dụng cho những cái thiết bị như là iPad hay là iPhone hay là những cái MacBook hay là những cái iMac của mình để kết nối với iPhone hay là iPad của mình ha. Một cái sợi sạc 200 mấy rất là chất lượng mà anh em nên đầu tư. Bỏ ra cái điện thoại mua mười mấy 20 triệu mà không lẽ cộng sạc 200 mấy thì cộng cáo 200 mấy anh em hơi tiếc sao. Mình nghĩ đây là một cái khoản đầu tư rất là ok cho anh em. Anh em là phù hợp để xài cộng cáp này, muốn sạc nhanh hơn cho cái điện thoại hay là cho cái máy tính bảng của mình. Và anh em nào mà muốn sử dụng nó là một cái cộng cáp secure hay là sử dụng nó để kết nối với lại là cái MacBook của mình mà không cần thông qua những cái bộ chuyển đổi từ iPhone qua MacBook ha, thì mình nghĩ cộng cáp này là cái sự lựa chọn tốt nhất cho anh em. Về phần liên mua cái cộng cáp mini USB-C to Lightning HIL90 này mình sẽ để dưới phần mô tả video, cũng giống như là cái cục sạc mini station 3 này mình cũng sẽ để dưới luôn để anh em có thể bấm vào tham khảo và mua. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay cũng giống như là hỗ trợ cho anh em thì bấm like, share cũng giống như là subscribe kênh ta cho.com của mình. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em, bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.